bị là bóng đá lăn tại trận đấu thứ tư của Donut Euroteam và Lam Hồng tại FPL F3. Trong khi cao thủ đội bóng Donut Euroteam có đá thắng 2 trận liền. Blue Star Nam Dương ở vòng vừa rồi cũng đã không thể có được thắng lợi nhưng họ vẫn đang giữ thế bế tắc. Phương Đô. Vậy con. Nỗ lực của Thiên Phú. Cú đá mà thủ môn Tùng Sư Đạp cũng không thể xử lý một cách gọn gãy hơn. Bóng bật ra một chút nhưng các đội của anh vẫn kịp thời tiếp ứng. Trên trái. Tạ Quang Huy rất chính xác cho quả chuyền dài trên cho Huỳnh Bá Phương. Không được. Đinh Gió cũng đã kịp thời băng vào trong pha bóng này. Tuy nhiên Phương Đô quyết định đá thẳng ở pha tấn công vừa rồi. Đúng này thì uy lực của Huỳnh Bá Phương. Và thêm một trận đấu nữa chúng ta thấy Bá Phương đá trên vị trí tiền đạo. Tiền đạo của cao thủ đội bóng Donut Euroteam đã ghi bàn. Vẫn là một quả banh cố định khi Phương Đô ghi bàn. Tương tự như pha bóng mà anh đã lập công vào lưới của Caria Cheng Sài Gòn ở ngày khai mạc mùa giải. Đơn giản nhưng hiệu quả. Trên trái. Cú đá từ xa của Trung Còn. Nhiều pha dứt điểm hơn đá tạo ra. Pha bắt kính của bắt dễ dính của thủ môn Cú Hẻo vào rồi. Bàn thắng đầu tiên được ghi FPL F3 mùa này của một thủ môn. Mà Duy Hiệp đã bắt bài với chiều cao xuất sắc của anh và sau đó là một quả bóng đá thẳng. Đúng chất của một thủ môn chuyên Bắc Phú San. Quá hay. Đầu tiên, lần đầu tiên là trong mùa giải năm nay một thủ môn ghi bàn. 2-0 cho Donut Euroteam. Susa. Lam Hồng đang đứng trước việc phải thua hai trận đấu. Trên trái. Khung thành bỏ trống và cơ hội kịp không? Huỳnh Thịnh, như vậy là thời gian thi đấu chính thức của màn sức giữa hai đội Donut Euroteam và Lam Hồng đã khép lại. Cuối cùng thì thầy trò huấn luyện viên Tam Đình đã có được phần thắng khi mà các trụ cột bổ sung từ vòng 3 vòng đấu trước chưa thể có được sự thích nghi tốt với các đội còn lại thì vòng này đã thể hiện khởi sắc hơn. Như vậy là Donut Euroteam đã có được 3 điểm đầu tay với tăng lợi tỷ số thuyết phục là 2-0. Trong khi đó thì Lam Hồng đã để thua 2 trận đấu. Và vòng sau họ lại phải gặp đối thủ rất khó khăn là KDC Sài Gòn. Một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng ca thủ của đội bóng Donut Euroteam ở vòng đấu này. Sau đây chúng tôi sẽ nghỉ trong những phút trước khi gửi đến các bạn màn đấu sức của hai đội Sông Hùng và PTFC.